mà giờ này khắc này hắn còn đắm chìm bên trong vừa mới cái kia ngắm ngủi ở trong trận chiến ấy. Đây là Lam Yên Vũ lần thứ nhất chân chính ý nghĩ tiến hành tinh tế chiến hạm tác chiến đấy. Loại cảm giác này thật sự là quá kích thích, cũng quá mức nghiện. Đăng Bác nhìn xem hắn ánh mắt bên trong cái chủng loại kia phấn khởi, giống như là có một loại hận không thể nào muốn giết chết trở về cảm giác, không nói năng lên trên mang theo còng tay hai tay che lại ánh mắt của mình. Hắn đã có một chút xem không hiểu cái gì thế giới này, thật sự là có một chút xem không hiểu. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là... Lão đại, ta hiện tại có khả năng đến đằng sau đi nôn ra một chút không? Tiền Lỗi làm bộ dáng hướng về phía của Lam Yên Vũ, sát mặt của hắn đã tái nhợt không ra bộ dáng. Đi đi, Lam Yên Vũ tức giận, nhưng ngươi bình thường không hảo hảo luyện tập chiến cơ điều khiển, lần này gánh không được đi. Cái thứ nhất lao ra lại không phải Tiền Lỗi mà là Lưu Phong, nam tính cân bằng năng lượng thiên sinh liền muốn so với nữ tính kém một chút, huống chi bọn hắn tiếp xúc tình thế chiến cơ điều khiển còn không lâu. Lam Yên Vũ trước lúc này loại này cao độ chấn động điều khiển có thể là không có nửa phần lưu lực, đã tiếp cận ra chiếc này đường nguồn chính xác hạn mức cực hạn có thể chịu đúng, cái kia trùng kinh cảm giác có thể nghĩ. Theo chủ điều khiển vị trí bên trên đứng người lên, Lam Yên Vũ hoạt động một chút chính mình thân thể. Hắn lúc này vẫn như cũ là ở vào độ cao phấn khởi trạng thái bên trong. Lúc trước tinh thần lực lượng tiêu hao cũng không tính quá lớn, còn điều khiển thời gian đối với hắn cái này thường xuyên bị đường chấn hoang ngược phương bài phi công tới nói, thật sự đúng là không tính là gì. Hắn đi đến Đặng Bác trước mặt rồi nói, đoàn trưởng, theo mới vừa rồi điều khiển tình huống đến xem, ta cảm thấy chúng ta đường môn này trinh sát hẳn còn có một số địa phương còn chờ tại cải thiện. Ví dụ như cái này chiều dài, ta cảm thấy có một chút khả năng có lại ngắn một chút. Dạng này tiến hành trôi nổi thời điểm tiến nhập ra lực lượng trùng kích sẽ giảm nhỏ. Chiến hạm phần eo ngược lại có khả năng to một điểm. Gia tăng tính ổn định, trọng yếu nhất chính là phản vật chất đạn đạo có thể hay không là nhiều phân phối ra một chút. Nếu là có 8 cái, ha ha. Ngươi coi phản vật chất đạn đạo là rau cải trắng hay sao? Đặng Bắc cả giận nói, cái kia là có thể ngắn ngủi triệt để xé mở không gian mạnh mẽ vũ khí. Ngươi cho ta một thoáng dùng 4 cái, trở về ta liền tìm các người học viện tính sổ sách. Khu khu, đoàn trưởng, ta cảm thấy đi, ngay hẳn là có một chút tù binh tính tự sát. Hiện tại chiến hạm này là bị chúng ta làm tù binh, là mình vũ 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 Đặng Bắc bảo vai. Hèn mát, ngươi cái tên này điên rồi, ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta trở về làm sao hướng các người học viện cáo trạng. Đặng Bác lúc này gầm thét bằng sán trong miệng lúc này ở dính xa. Xuất ra bằng dính chính là Nguyên Ân Huy Huy, thực hành chính là Đường Vô Cách. Đường Vô Cách thản nhiên nói, nợ quá nhiều không lo, còn giận quá nhiều rồi không cắn người, trở về rồi hãy nói đi. Lam Yên Vũ nói, người đem đoàn trưởng miệng trả lại làm sao ăn cái gì được. Lam Mộng Cầm lúc này cũng đã bù lại, nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ Đặng Bác rồi nói, còn có 2 ngày liền không sai biệt lắm đến đi, 2 ngày hẳn là đói không phá, đoàn trưởng người xem có khả năng đi ngủ ngủ thiếp đi tiểu hào nhỏ. Lam Yên Vũ lúc này đột nhiên đang suy nghĩ vấn đề, vận mệnh chi hoàn có thể hay không nắm trước này đường môn chính sát hạm chiếu đựng đây. Tính toán còn giống như thật sự không sai biệt cho lắm, cái này đường môn chính sát hạm dài hơn 40m, lại không phải rất rộng, nhất là chiến hạm hai cánh là có thể thu hồi, toàn thể độ rộng cũng chỉ là tầm chừng 20 thước, độ cao chừng 10m. Cứ tính toán như vậy đến nay, toàn thể thể tích liền là tại trong 8.000 mét khối đến 9.000 mét khối ở giữa. Vận mệnh chi hoàn là 1 vạn mét khối dung tích, mà lại hết sức kỳ dị, chỉ là cái này dung tích là có thể điều chỉnh hình dáng, cho nên nói xấu như khả năng miễn cưỡng, có chứa đựng trước này đường môn chính sát hạm khả năng, như vậy chứa nổi. Vừa nói hắn nói với Đặng Bác cũng thay đổi tướng nhắc nhở chính mình, hiện tại chiếc này hạm này có thể là tù binh của bọn hắn, tù binh chiến hạm vậy có phải hay không nên để cho bọn hắn hết thảy đây. Mặc dù đây là quân đội, có thể là quân đội bạn đã từng từ bỏ bọn hắn, để bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm, quân đội bạn có thể vứt bỏ chúng ta vì cái gì không thể tù binh đây, có đạo lý. Đến mức tiếp theo sau đó làm sao bây giờ, đó là học viện dự tính có thể hố xuống tới tốt nhất. Hố xuống không lại nói, nghĩ tới đây Lam Yên Vũ khóe miệng đột nhiên toát ra một tia cổ quái ý cười, xem nguyên bản phẫn nộ Đặng Bác đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run. Đặng Bác lúc này hướng Lam Yên Vũ phát ra ẩn mũi, giống như là đang kháng nghị cái gì. Hiên Vũ ca ca muốn hay không nắm mũi của hắn dán lên, Nguyên Ân Huy Huy lúc này nắm bằng dán lại đem ra, Lam Yên Vũ trách cứ, lại dán mũi có thể nào hơi thở đấy, có hay không là thưởng thức đi. Có muốn không, thiếp ra một cái lỗ mũi. Nguyên Ân Huy Huy lúc này còn có một chút không cam tâm, Đặng Bác không hừ hừ, không có chút nào hừ hừ, chỉ là dùng sức lắc đầu. Đoàn trưởng vậy ngày nghỉ ngơi thật là tốt đi, chúng ta rất nhanh liền trở về, sau khi trở về chúng ta liền đem ngày thả ra.
La Men Vũ nói xong câu đó hướng về đồng bạn liếc mắt ra hiệu, chào hỏi tất cả mọi người về sau khoang thuyền. Làm sao vậy lão đại? Tiền Lỗi một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem La Miên Vũ, hắn là hiểu rõ nhất La Miên Vũ, xem xét hắn ánh mắt liền cảm thấy La Miên Vũ phải làm những gì chuyện đặc biệt, đúng rồi khẳng định không phải chuyện gì tốt. La Miên Vũ nhìn một chút đồng bạn hạ giọng nói, các ngươi cảm thấy chúng ta nếu là nắm chiến hạm này sau khi trở về cho lấy đi, học viện cùng với đường môn sẽ có phản ứng gì? Sao? Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cấm, Nguyên Ân Huy Huy, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong, mỗi người phản ứng không đều đồng dạng, nhưng mà nhìn xem Lam Minh Vũ ánh mắt lại tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lam Minh Vũ tặng hắn một cái, che giấu một thoáng bối rối của mình, thở dài một tiếng rồi nói, từ khi cùng với Tiền Mập Mạp về sau ta đều trở lên trên thành tiên, sai lầm. Tiền Lỗi nhìn xem hắn cái quỷ gì cũng có quan hệ sao? Lam Minh Vũ tiếp tục nói, ta là nghĩ như vậy, đầu tiên, chiếc chiến hạm này là chúng ta tù binh không sai, mặc dù là tù binh quân đội bạn, thế nhưng mà quân đội bạn không đáng tin cậy đem chúng ta ném tới tội ác tinh cầu. Vào thời khắc ấy bắt đầu nói theo một ý nghĩa nào đó, liền không còn là chúng ta quân đội bạn, mà lại cái này đường môn trinh sát hạm đối, thật sự là không tệ, mặc dù không thể chứa nạp chúng ta toàn bộ đồng học, nhưng dung nạp mười mấy người học tầm chiến hạm điều khiển vẫn là không có vấn đề gì. Chúng ta đây cũng là vì học viện tiết kiệm ra tài nguyên, ta tính toán một chút, vận mệnh chi hoàn hẳn là miễn cưỡng có thể dung nạp chiến hạm. Chúng ta chỉ cầm nhắm chiếc nhẫn ở bên trong nguyên bản đồ vật đều đặt vào bên trong chiến hạm, không chiếm cứ càng nhiều không gian, hẳn là có thể chứa nổi, cho nên ta liền suy nghĩ chúng ta muốn thử một chút hay không. Đường Vũ Cách lúc này biểu lộ cổ quái rồi nói, có thể là học viện cùng với đường môn là cực kỳ tốt quan hệ, lần này thi cuối kỳ cũng hẳn là có học viện xin nhờ đường môn, chúng ta làm như vậy đem đạo lý đi lên nói, đối với chúng ta mà nói là không có trở ngại, nhưng mà học viện chỉ sợ không qua được, nên làm cái gì bây giờ? La Miên Vũ thản nhiên nói, chuẩn xác mà nói cái này thi cuối kỳ là đường môn liên hợp tại trong học viện chúng ta, bọn hắn hại chúng ta vì cái gì không thể hố trở về, mà lại chúng ta thi cuối kỳ thuận lợi hoàn thành, học viện không có bất kỳ cái gì lý do chỗ làm cho chúng ta, chờ sau khi trở về ta nắm vận mệnh chi hoàn trước tạm thời thả ra thủ lão, nhưng viện trưởng quản thủ lão muốn đi, như thế tới một lần, lần này đường môn hẳn là cũng sẽ không lại đáp ứng học viện giúp đỡ chúng ta cái gì khảo hạch. Thử một chút cũng không có tổn thất. Lưu Phong nói kết quả xấu nhất đơn giản là chính là nắm chiến hạm trả lại. Vạn nhất đều chính là học viện cùng với chúng ta ý nghĩ không sai biệt cho lắm. Cho tiếp tục chống đỡ vậy liền kiếm lợi rồi. Chúng ta lớp thực nghiệm chiếm tình ban đầu liền là cần chiến hạm để luyện tập. Đây cũng là cho bọn họ học viên tiết kiệm thư nguyên. Tiền Lỗi sâu sắc mà nói, ta cảm thấy các ngươi đều có rất lớn đạo lý đó. Lam Mộng Cầm hai tay che lại, ta cảm thấy chúng ta đều bị Tiền Lỗi làm hư đều tham tiền. Ta, Tiền Lỗi mong muốn phản bác nhưng Lam Mên Vũ tay cũng đã ôm bờ vai của hắn, cái này ở lỗi lòng, giống như là có một chút oan uổng. Nguyên Ân Huy Huy lúc này đột nhiên có một mặt ngây thơ mà nói, sau này trở về chúng ta sống như liền nghỉ đó. Cùng nhắm người đều là sáng lên, đúng vậy, nghỉ dựa theo bọn hắn trở về thời gian, hết thảy thi cuối kỳ hẳn là đều đã kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu nghỉ, tiến vào trong 15 ngày ngày nghỉ thời gian. Chiến hạm bảo trì ẩn hình trạng thái bay lượn, thế mà đối với năng lượng tiêu hao cũng không quá lớn. Đường môn trinh sát hạm đối đầy đủ hiện tại chỉ là yếu tố tính năng, mà lại ẩn hình bay lượn trạng thái, dường như rất nhỏ khả năng bị xa đà tốt nhất dò xét, tự nhiên là tránh khỏi mà khả năng phát sinh ra các loại phiền toái. Lam Minh Vũ tại cũng là chủ não điều khiển, tính toán hành trình về sau liền đem chiến hạm tốc độ tăng lên trên nhanh nhất. Bên trong chiến hạm năng lượng tiêu hao đủ sức cầm cự bọn hắn trở về tới hành tinh mẹ. Năng lượng tiêu hao nhiều sớm một chút cũng không có gì, về sớm một chút luôn là tốt. So với trong kế hoạch sớm 6 giờ, bọn hắn liền thấy được Mỹ Lệ Đấu La Tinh. Khi mà nhìn đến Đấu La Tinh ở trong nháy mắt đó, bảy người không khỏi cùng nhau hoan hô lên. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chính mình điều khiển chiến hạm trở về sau. Loại kia cảm giác về nhà đơn giản để cho bọn hắn như là chim mồi về tổ hưng phấn. Đăng Bác lúc này cũng theo đỏ mắt lên, tâm tình của hắn cũng sớm đã bình phục, thở ở lạnh nhạt trong lòng thầm nghĩ, cái này chút tiểu phôi đán, nhìn ta trở về làm sao cho các người cáo trạng các người chờ đó cho ta. Khi tiến vào trong tầng khí quyển trước đó, Lam Minh Vũ mệnh lệnh xả trừ phi thuyền ẩn hình trạng thái, đồng thời liên lạc với sở lại các du hành vũ trụ trung tâm, nương tựa theo đường môn chuẩn vào từ chứng từ, hướng dẫn cùng với du hành vũ trụ trung tâm này kết nối, một cách tự nhiên liền hướng về phía đường sở lại các du hành vũ trụ trung tâm rơi xuống. Xuyên qua tầng khí quyển, mở ra đối ngoại không khí lệ hệ thống tuần hoàn,
thuộc về hành tinh mẹ, động hữu khí tức lập tức là tràn ngập vào trong chiến hạm bộ phận, khiến cho đám người này tâm thần thanh thản. To lớn vĩnh hằng chi thụ đã nhìn thấy bọn hắn trở về, chiến hạm lại bắt đầu phía dưới chậm rãi hạ xuống. Khi nó ổn định lại rơi xuống đất một cách khác, đăng bác đều có một chút kích động, cuối cùng là đã trở về.